Bạn nhìn trong ao nhé, toàn thấy trời thôi. Cái kia giống như cái tiếng cái sấm sét đấy. Hai năm quay trở lại xuất cuộc các bạn ơi, nơi mà anh với em đã từng sống và vui chơi giải trí đây nhá. Đến thời điểm này không thấy em nữa rồi. Tại anh đang đứng ở chỗ ngày xưa anh và em đứng đây nhá. Ao to cục này. Bây giờ trời âm u lắm, trời đang sắp mưa này các bạn ơi. Các bạn bè ngày xưa mỗi người đi một nơi về rồi. Thời điểm này là thời điểm tháng 6, học sinh nghỉ hè hết rồi. Không có gái đẹp để chơi nữa. Bạn ơi.